thưa quý vị và các bạn, nhằm nắm bắt tốt cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, Thanh Hóa đang tập trung thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phát triển toàn diện, nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số DTI năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cuối tháng 7 năm 2023. Thanh Hóa nằm trong nhóm cao về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành về chuyển đổi số, xếp thứ 16 về mức độ xây dựng chính quyền số, xếp thứ 14 về kinh tế số và thứ 13 cả nước về các hoạt động xã hội số. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động trạm BTS trên toàn tỉnh là gần 9.400 trạm. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư xây dựng mới gần 800 km cáp mạng ngoại vi cải tạo chỉnh trang gần 150 km cáp. Tổng số thuê bao trên toàn mạng ước đạt 2 triệu 400 000 thuê bao, đạt mật độ 65,4 thuê bao trên 100 dân. 100% số thôn bản trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung và kết nối dữ liệu cung cấp dịch vụ công trực tuyến với người dân doanh nghiệp làm cơ sở thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số được tỉnh triển khai mạnh mẽ. Để chuyển đổi số nhanh hơn, thông minh hơn, xanh hơn, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực hướng tới chuyển đổi kép số và xanh. Đây được coi là động lực là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2004 và những năm tiếp theo.